theo mình. Nếu có lựa chọn tốt hơn, nghỉ việc cũng là ý tưởng hay đó. Mà nè, không phải SG gửi lời mời phỏng vấn cho cậu sao? Cậu nghĩ sao? Phòng nhân sự của họ gọi cho mình rồi, là có người giới thiệu muốn cướp mình đi. Nhưng mà mình chưa nghĩ kỹ. Gì mà chưa nghĩ kỹ? Sếp cậu tới chuyện ăn cháo đá bát còn làm được, có phải lừa đâu mà bán mạng cho anh ta? Bỏ đi. Kiều Tư Tư miệng nam mô bụng bồi dao găm, sắp dở trò rồi. Cậu phải cẩn thận đó. Mình không sợ cô ta, chỉ thất vọng với Tôn tổng thôi. Giờ ở công ty dự án quan trọng mình đều không được đụng vào, toàn vứt cho mấy việc linh tinh. Vừa tốt nghiệp mình đã vào Shenzhen 6 năm rồi. Nghĩ tới việc ra đi vẫn thấy tiếc. Có lẽ họ hứa kia nói đúng, luộc ếch bằng nước ấm. Hình như mình hơi sợ đối mặt với thế giới ngoài kia. Cậu có biết là khi khám bệnh mình sẽ thường nghe thấy những bệnh nhân nói gì với bạn bè và người thân của họ không? Nói gì? Họ sẽ nói là nếu mà ngày xưa tôi làm thế này thế kia thì đã tốt rồi. Đời người luôn có nhiều hối tiếc, nhưng so với quyết định sai lầm thì do dự không quyết càng làm cho người ta hối tiếc, không phải sao? Đây là việc giám đốc Kiều giao cho tôi mấy hôm nay, làm xong hết rồi. Tôn tổng, tôi muốn từ chức. Thư từ chức. Tiểu Hạ, cô làm cái gì thế? Lúc trước chúng ta đã trao đổi với nhau rồi mà, cô còn ý kiến gì nữa à? Thanh niên phải nghĩ thoáng ra, phải dùng con mắt bao quát để nhìn nhận vấn đề. Thế này đi, không chờ SG thanh toán xong, bàn giao yêu yoga xong tôi sẽ thưởng cho cô. Quý sau tăng lương cho cô. Olympic Tokyo kết thúc một cái là cô đi làm giám đốc. Không nghỉ nữa nha. Thật ra những điều này là phụ thôi. Chủ yếu là mong muốn của tôi không hợp với chiến lược của công ty trong tương lai. Bao nhiêu năm qua tôi đã học hỏi được rất nhiều ở công ty, đã trưởng thành rất nhiều. Cảm ơn công ty cho tôi trải nghiệm này. Những chuyện khác tôi không muốn nói nhiều nữa. Nếu sau này có cần giúp gì, Tôn tổng có thể tìm tôi. Giúp được tôi sẽ cố hết sức. Tôn tổng. Tiểu Hà, cô về trước. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ kỹ lại, được không? Dù sao thì người hết lòng vì cô như tôi không có nhiều đâu. Để tôi tiễn cô. Chờ nha. À đúng 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 đúng. Nào 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 nào. Cầm lấy, loại này ngon lắm, nước này ngon lắm đó. Hơi ngọt đấy, cô biết không? Rất tốt cho cơ thể. Uống vào hạ hỏa đấy. Đi cẩn thận nha. Sao hả? Cô ta không làm nữa à? Anh thật không ngờ mà sao lại chơi chiêu này chứ. Muốn đi thì cứ cho đi. Trái tim đã ở nơi khác. Anh có níu kéo thì cô ta có yên phận làm việc không? Trời ơi, em nói nghe dễ quá. Em có biết không, bây giờ có rất nhiều dự án do cô ta phụ trách. Cô ta mà đi trong ngắn hạn không tuyển được người. Em thấy hôm nay cô ta tìm anh là để tạo áp lực đấy. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi mà, ngồi đi. Nào nào nào, uống trà nha. Uống đi. Không uống. Để cho cô ta đi ngay cũng được. Nhưng mà lỡ cô ta tới SG về đây ngán chân mình thì sao đây? Tới SG cô ta cũng phải vào được mới có cửa chứ. Hả?
Hứa tổng, giới thiệu với cô, đây chính là Hứa tổng của SG thu mua dự án lần này. Chào Hứa tổng, tôi là giám đốc kinh doanh của Shinchen, Kiều Tư Tư, phụ trách việc bàn giao Yoga lần này. Người phụ trách Yoga là Hạ Nhan mà. Dự án bàn giao được một nửa lại đổi người phụ trách bất thình lình. Shinchen các cô thiếu chuyên nghiệp quá đấy. Không phải thế, Hạ Nhan chỉ là nhân viên của công ty tôi. Tôn tổng rất xem trọng việc hợp tác lần này, nên cố tình đổi thành tôi để tương xứng về mặt cấp bậc với bên anh. Thì ra Tôn tổng cho rằng giờ SG mới xứng để cho giám đốc Kiều tự ra mặt. Anh hiểu lầm rồi, tôi cũng vừa mới vào Shinchen. Nhưng mà anh đừng có lo lắng, tôi nắm rõ dự án không thua gì Hạ Nhan đâu, chắc chắn không làm lỡ tiến độ lần này. Cô vất vả rồi. Tôi còn có việc, đi trước nha. Đơn xin việc. Alo, mặt trời của anh, em cần năng lượng không? Cần chứ, bây giờ em rất cần, cực kỳ cần luôn. Sao vậy? Hôm nay em nhắc việc từ chức với anh Tôn rồi. À, anh ấy nói sao? Còn nói gì được nữa, thì vẫn vẽ ra việc thăng chức tăng lương xa xôi dịu vợi để níu kéo em. Nhưng em không muốn. Không muốn thì thôi, em đừng sốt ruột. Anh ở Bắc Kinh 3 năm cũng tích lũy được một chút. Không nhiều nhưng cũng đủ dùng. Không được thì mình lùi thời gian gặp bố mẹ, chờ em chuẩn bị xong. Như vậy sao được chứ, chúng ta lên kế hoạch rồi mà. Cả đời này anh là của em rồi, không chạy đâu được. Sớm một ngày hay muộn một ngày không có khác gì. Anh không muốn em vì công việc mà áp lực. Bên em thì anh cứ yên tâm đi. Muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nha. Ừ, ngủ ngon. Ừ, yêu anh. Tôn tổng đã duyệt đơn xin từ chức. Mail mới. Thư mời phỏng vấn của SG. Thư mời phỏng vấn của SG. Xin đánh giá Sumi từ góc độ vận hành. Nếu để anh làm thì anh nghĩ sao? Tôi nghĩ Sumi là trang thương mại điện tử nhằm vào phụ nữ khá thành công. Dù về mặt vận hành online hay thao tác offline, anh có suy nghĩ và ý kiến gì về tỷ lệ lưu trữ người dùng của Sumi? Tỷ lệ lưu trữ... Được rồi, chúng tôi đã nắm được tình hình của anh. Được, cảm ơn. Xin chào, tôi tới để phỏng vấn. Đây là thư mời của tôi. Vâng, chờ nhé, tôi kiểm tra. Hạ Nhan. Vâng. Mời cô đi bên này. Vâng. Xin chào, tôi là Hạ Nhan, đến ứng tuyển cho vị trí kinh doanh của phòng kinh doanh. Ngồi đi. Vâng. Sao cô lại chọn SG? Do tôi muốn được thử thách. SG đang thúc đẩy các dự án hướng đến phụ nữ, tương đồng với dự án mà tôi phụ trách lúc trước, cũng là lĩnh vực mà tôi luôn có hứng thú. Tất nhiên là công ty công nghệ đánh dấu mốc cho Tân Châu. SG là nơi mà những người làm kinh doanh đều muốn tới. Tôi đã vào ngành 6 năm, tôi cho rằng mình đã sẵn sàng. Người trẻ tuổi đừng nên tự tin mù quáng thì hơn. Xin đánh giá Sumi từ góc độ vận hành đi. Sumi so với các trang thương mại điện tử khác, phân loại người dùng chính xác hơn. Điều này có lợi và có hại cho việc mở rộng vận hành và duy trì. Lợi chỗ nào? Người dùng được phân loại, đỡ phải chọn lọc trong giai đoạn đầu.
nhưng đồng thời cũng gây khó khăn cho việc duy trì sau này. Không được, không được, thật, cô ấy không hợp với yêu cầu của tôi. Nói lại với cô ấy nha, cũng gửi lời xin lỗi cô ấy. Hôm nay phát hiện một tiệm đồ gia dụng nhỏ. Xem nào, đẹp không? Tôi không nói nữa, người phỏng vấn của tôi tới rồi. Vậy đi, cúp máy nha. Cái này hơi nhọn. Cô gái, tới rồi sao? Chú là ông chủ, phải. Cháu rất thích phong cách chỗ này, tối giản mà không đơn điệu, mắt thẩm mỹ rất tốt, gu cũng ổn. Được lắm, được lắm. Nào, ưu điểm lớn nhất là thời gian làm việc thoải mái. Thời gian làm việc thoải mái, doanh số là tất cả. Chủ yếu là làm gì ạ? Bình thường trong tiệm thì cùng tôi hướng dẫn khách hàng. Nếu như không thấy mệt thì có thể ra ngoài bán hàng. Cô có kinh nghiệm bán hàng không? Bán hàng? Không phải cô tới phỏng vấn sao? Xin lỗi, tôi còn tưởng là cô tới phỏng vấn chứ. Khoan chờ một chút. Cháu quyết định tới đây làm, chọn tiệm này. Không phải cô tới mua đồ sao? Bây giờ cháu đổi ý rồi, không được sao? Vừa nãy nghe cô nói hình như cô không có kinh nghiệm bán hàng. Thế không được rồi, đừng có chần chờ nữa, mau ký hợp đồng đi. Tôi còn chưa đồng ý mà, sao cô đã quyết định rồi? Còn ký hợp đồng nữa. Vậy chú có gì không hài lòng về cháu sao? Ngoại hình của cô khá ổn, nhưng mà tôi vẫn thấy cô không hợp với công việc này. Làm sale trước hết thì phải đọc vị được khách hàng, rồi phải hạ mình. Kiểu cao ngạo như cô thì tôi e là cháu làm sao? Không có gì. Lát nữa còn có thêm một người tới phỏng vấn, tôi sẽ cân nhắc về cô. Vậy chú cân nhắc đi. Cháu ưng bộ trải giường kia, gói lại giúp cháu nha. Được, lát tôi sẽ gói. Quẹt thẻ. Hai thẻ à? Hàn Minh Châu, cổ đông tập đoàn bất động sản Hoa Lam. Cổ đông Hàn là cô? À, là mẹ cháu. Đúng là cuộc sống của tầng lớp tinh anh. Thẻ cũng như người. Chủ yếu dựa vào hợp tác giữa hot girl, hot boy mạng và các nhà cung cấp thông qua bút quảng cáo. Nhưng trang thương mại điện tử cho phái nữ không chỉ có Somi. Đây chính là điểm mấu chốt. Chúng tôi đã nắm tình hình về cô. Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo tới cô. Cảm ơn. Mọi người thấy sao? Khá lắm. Chuyên môn tốt, nhiều ý tưởng. Với lại dự án đã làm đều có thành tích rất tốt. Tôi cũng thấy ổn. Xem ra giám đốc Tiết lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Nhưng mà người này từng là nhân viên của công ty đối tác cũ. Nếu tuyển cô ấy vào thì sẽ bị nghi là cướp người, sẽ để lại tiếng xấu trong giới. Ai gửi thư mời phỏng vấn cô ấy? Hình như là Hứa tổng đích thân bảo phòng nhân sự gửi. Tới đây. Tới rồi ạ. À, đóng cửa. Cậu thay dép đi. Thay cái gì mà thay chứ? Nè, cậu mua gì thế? Đồ ngon. Mua gì vậy? Đồ ngon, đừng có đặt lên bàn. Ôi, mình làm cả bàn đồ ăn mà cậu còn mua nhiều vậy. Bổn tiểu thư thích. Còn cần hỏi sao? Chắc chắn có chuyện tốt rồi. Nói đi, sưu tầm thêm được trai đẹp nước nào rồi? Tìm được trai đẹp có gì đâu mà vui. Là chúc mừng mình có công việc mới đó. Công việc? Cậu tìm công việc? Nghĩ thông suốt rồi à? Mình cũng không ngờ có một ngày mình lại thành nhân viên bán hàng tiệm đồ gia dụng chứ. Chào mừng quý khách. Là chơi trò gì thế? Nào 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 nào. Để chúc mừng mình lật sang một trang mới trong sự nghiệp, chúng ta uống một ly. Cạn ly. Chờ mình chút. Alo, xin chào. Xin chào, tôi là chuyên viên nhân sự của SG.
Cho hỏi là cô Hạ Nhan phải không? Phải, là tôi đây. Rất tiếc phải báo với cô, cô không trúng tuyển buổi phỏng vấn của chúng tôi. Tôi có thể hỏi lý do không? Xin lỗi, tôi chỉ phụ trách báo cáo kết quả phỏng vấn, không rõ lắm nguyên nhân cụ thể. Chúc cô tìm được công việc như ý. Vâng, cảm ơn. Sao thế? Sao vậy? Ai ăn hiếp cậu hả? Ashley từ chối mình. Tại sao? Mình cũng không biết nữa. Mình đã thể hiện rất tốt. Nghĩ kỹ lại xem, có phải lúc phỏng vấn có gì sai sót không? Không đâu. Lúc phỏng vấn mình thấy họ rất hài lòng. Vả lại dù có sai sót gì thì ít nhất cũng phải thông báo cho mình lý do bị từ chối chứ. Cậu có đắc tội với vị nào không đó? Mình mới gặp họ lần đầu mà. Người trẻ tuổi đừng quá tự tin thì hơn. À, lúc trước ở Shenzhen, bằng việc hợp tác mình có gặp cô ấy. Con người cô ấy vẻ ngoài lạnh lùng, mà ánh mắt nhìn mình cũng lạ lắm. Là nữ hả? Cùng giới thì bài xích nhau. SG sẽ không qua loa vậy đâu. Không được, mai mình phải hỏi cho rõ mới được. Chị họ à, cậu để cậu ấy đi đi. Không hỏi cho rõ là tối về cậu ấy không ngủ ngon. Đúng đó. Được rồi, mình đâu cần vào bằng được SG. Có nhiều công ty thế mà. Nào, cạn ly tiếp đi. Nào. Mẹ. Alo mẹ. Ở nhà Hạ Nhan à? Con chào Hạng mẫu. Chào Hạng mẫu. Nghe thấy chưa? Cái gì? Sao lại trật không? Con về ngay. Mẹ nằm yên nha. Hay là tụi mình đi cùng cậu? Đồ ăn nấu xong rồi, bỏ đi thì phí lắm. Các cậu đi cũng đâu giúp được gì đâu. Cậu ăn gì? Ăn đại là được rồi. Cậu đem cái túi kia đi đi, dọc đường rồi ăn. Được, sáng của mình. Chúc mừng cậu. Đi 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 đi. Các cậu ăn đi nha. Ừ, đi cẩn thận nha. Ừ. Chào Hạng mẫu giùm mình nha. Ừ. Nào, ba đứa mình uống đi. Nào. Nào. Cạn ly. Tiểu Quân là em của mình. Hai người nói chuyện đi. Ừ. Mình đi nghe điện thoại nha. Ừ. Alo. Chị, làm gì mà bắt máy chậm vậy? Đang ở nhà ăn cơm. Chuyện gì? Em có chuyện này muốn nói với chị. Mấy hôm nữa chắc em sẽ tới Tân Châu. Khi đó chị bảo anh rể lái xe tới đón em tại sân bay nha. Em gấp làm gì chứ? Chị đã bảo em rồi mà. Chờ chị ấn định hôn lễ rồi hãy tới cùng bố mẹ. Em ở đây chán chết. Em lên trước thăm chị và anh rể. Thôi cứ vậy đi ha, nói sau nha. Chuyện gì thế này? Tiệm đồ gia dụng của tôi mà cô làm thành quầy bar bán đồ uống. Cô suy nghĩ kiểu gì thế? Đây là sáng tạo. Nhưng mà quan trọng là cháu cần một nơi như thế. Cô nói cái gì? Không có gì. Chú phái, đồ gia dụng là vật chết, không gian là sống. Chú nghĩ chỗ này đáng giá hay là cháu giúp chú kiếm đơn hàng đáng giá đây? Nhưng tới giờ không có thêm đơn hàng nào, mà đã bay mất một khoản rồi. Gần trung tâm thương mại, chỉ có mỗi tiệm đồ gia dụng của chú có quầy ba độc nhất vô nhị này. Cháu còn đặt cho nó một cái tên rất mỹ miều là Tức Lòng Nhau. Ý hợp tâm đầu, cháu live stream ở đây chưa đầy nửa tháng là sẽ thành chỗ check-in hot. Khi đó lượng khách và lượng tiêu thụ sẽ tăng vọt. Vả lại, 200.000 fan của cháu ngày nào cũng năn nỉ cháu live stream đấy. Rất nhiều thương nhân đem 100.000 tệ mong cháu cộng tác. Cháu còn không nhận, cháu PR miễn phí cho chú còn không nhận à? Ba tháng. Tôi cho cô 3 tháng. Nếu trong 3 tháng doanh số của tiệm ta không tăng rõ rệt thì tôi sẽ dỡ quầy ba này.
Nếu rượu và đồ uống vung vãi lên đồ gia dụng, tính hết cho cô. Không được hành hạ chỗ này nữa. Theo bản vẽ, chỗ này còn cái giá. Đây là mấy điểm cốt yếu mà lát nữa sẽ bàn bạc. Là mấy ứng dụng chúng ta mua gần đây. Bàn về quy hoạch phát triển của công ty trong tương lai. Mấy vấn đề như thế này thì giao cho cô trả lời. Vâng, Hứa tổng. Sao cô tới đây? Giám đốc Tiết, phòng nhân sự không thông báo cho cô. Chính vì tôi nhận được thông báo mới tới đây. Tôi qua hai vòng phỏng vấn đầu của quý công ty, được đánh giá tốt. Tôi nghĩ vòng 3 mình cũng làm tốt, nhưng lại bị giám đốc Tiết loại, nên tôi tới hỏi. Rốt cuộc là tôi còn thiếu sót chỗ nào, để sau này tôi còn nâng cao. Cô ấy bị loại à? Phải. Sau khi phỏng vấn xong, tôi đã xác nhận với giám đốc Kiều bên Xuyên Chen. Cô ấy nói cô Hạ là vì không thể đảm đương công việc nên bị sa thải. Sa thải? Sao lại là sa thải được? SG trước giờ dùng người cẩn thận, người có hồ sơ không sạch thường sẽ bị loại ngay vòng đầu. Sở dĩ cô qua được hai vòng phỏng vấn chỉ là do hồ sơ bên Xuyên Chen cập nhật quá chậm. Rõ ràng là tôi chủ động xin nghỉ. Về chuyện này, tôi không thể chỉ nghe lời từ một phía. Trừ khi cô cho tôi bằng chứng chứng minh cô tự từ chức. Hứa tổng, quyết định của tôi không có vấn đề chứ? Xét theo thủ tục thì không sai. Thủ tục? Thành quả của tôi ở Xinjiang lúc trước hai người cũng thấy. Còn vì sao giám đốc Kiều nói thế, chắc giám đốc Tiết hiểu rõ. Chẳng lẽ thủ tục quan trọng hơn sự thật sao? Tất nhiên là không. Quan trọng là kết quả. Nếu thật sự cô bị hãm hại thì cũng chỉ cho thấy mấy năm nay quan hệ xã giao của cô rất tệ, không có khả năng tự vệ. Tôi khuyên cô một câu, sau này cô phải học cách nhìn người. Giám đốc Tiết nói rất đúng. Nói suông là vô nghĩa. Quan trọng là làm sao để Xinjiang rút lại lời vu khống của họ, hủy kết quả đuổi việc cô. Nếu Xinjiang hủy kết quả đuổi việc của tôi, thì có phải hai người đồng ý cho tôi một cơ hội? Tất nhiên. Phỏng vấn đã kết thúc. Nhân sự trước 12 giờ sẽ xác định danh sách trúng tuyển. Giờ đã là 9 giờ rưỡi sáng. Cũng tức là cô còn 2 tiếng rưỡi nữa để xác nhận sự trong sạch của cô. Được, tôi chứng minh cho hai người xem. Quyết định từ chức. Đây là quyết định từ chức mà tôi đã in chứng minh trong những năm ở Xinjiang. Tôi gây ra lỗi gì là chủ động từ chức. Xin hãy ký tên đóng dấu. Vốn tưởng sẽ không cần xài tới cái này, không ngờ vẫn phải dùng tới. Vậy chúng ta viết lên giấy trắng mực đen cho rõ ràng. Sao hả? Họ viết thành cô bị sa thải à? Tôi thật sự không biết cấp dưới làm việc kiểu gì nữa. Nhưng mà bên phòng nhân sự cũng làm đúng thủ tục. Tôi hơi bận. Hay là vậy đi, hôm khác cô tới, tôi hỏi giúp cô. Hôm nay tôi muốn làm rõ chuyện này. Vậy thì tôi không giúp được rồi. Tôi phải đi họp. Với lại cô từ chức rồi, có mặt tại đây cũng bất tiện lắm. Hay là vậy đi, cô ra ngoài chờ tôi. Được. Tôi vốn không muốn cho Tôn tổng khó xử mới tới tìm cô. Đã thế thì tôi chỉ đành đi tìm người có thể giải quyết tôi. Cô tìm ai cũng vô ích thôi. Quyết định từ chức phải do Tôn tổng ký, chúng tôi mới đóng dấu được. Nhưng mà hình như hôm nay Tôn tổng có việc, không tới được. Alo, hôm nay không được tới công ty. Không được nghe điện thoại của ai hết. Không thể liên lạc. Tôn tổng. Tôn tổng. Tôn tổng. Tôn tổng. Hướng phát triển trong tương lai của công ty tôi không chỉ có khai thác sâu hơn ở bên ngoài mà còn phải cải cách từ bên trong, nhất là cơ chế nhân sự, vì nhân tài luôn là cốt lõi của sự phát triển và sáng tạo.
Chúng tôi sẽ tống cử Nghinh Tân, cũng sẽ... Hạ Nhan, đến giờ này chắc cô cũng đói rồi nhỉ? Sao nào, đi ăn với tôi không? Tôi chờ Tôn Tổng cùng ăn luôn. Chờ Tôn Tổng? Cô chờ Tôn Tổng chắc phải chờ tới mai đấy. Từ từ. Từ từ. Hứa Tổng đâu? Sao em biết được? Tôi biết mà. Nếu Hứa Tổng tới thì dù Tôn Tổng có bận tới mấy cũng sẽ tới ngay thôi. Cuộc gọi vừa rồi không phải trợ lý của Hứa Tổng gọi à? Người gọi điện là bạn thân của tôi. Hạ Nhan, có chuyện gì thì vào văn phòng, từ từ nói. Mời. Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Hứa Tổng, chúng ta còn rất nhiều vấn đề quan trọng chưa bàn mà. Chúng ta tiếp tục đi. Tôn Tổng, tôi nhớ hôm đó ở văn phòng này, tôi tự đề xuất xin nghỉ với anh. Sao bây giờ lại thành tôi bị Xin Chen sa thải thế? Tôi ra vào nơi này 6 năm, chưa từng nghĩ tới lại bị người ta đuổi ra khỏi đây. Càng không ngờ vì một tờ giấy quyết định từ chức đơn giản mà lại bị làm khó dễ như vậy, Hạ Nhan. Thật ra thì... tôi luôn rất xem trọng cô. Cô rất cầu tiến, rất thông minh, cũng tạo nên rất nhiều giá trị cho công ty. Nhưng mà trong một tháng trước khi cô nghỉ việc, vì cảm xúc cá nhân cô mà dẫn đến sai lầm cực lớn trong công việc, nhiều dự án vì thế mà ảnh hưởng, cô biết không? Tôn Tổng, thế anh có thể nói cụ thể là dự án nào bị ảnh hưởng không? Nếu như anh không làm rõ thì chúng ta mời công đoàn lao động. Nếu như vì lỗi của tôi gây ra tổn thất cho công ty, tôi chấp nhận bồi thường. Chuyện này... được. Chuyện dự án nói sao đi. Nhưng chỉ với việc quy hoạch ngắn hạn 3 năm tới của SG và dự án tương lai của Xin Chen tồn tại quan hệ cạnh tranh. Cô là nhân viên kinh doanh thâm niên của Xin Chen. Dù cô nghỉ việc thì trong thời gian ngắn tôi cũng sẽ không để cho cô tới SG. Năm xưa tôi ký hợp đồng lao động với Xin Chen, không có ký thỏa thuận cấm làm việc ở đâu. Cho dù thế nào, giấy quyết định từ chức tôi cũng không có được, phải không? Được. Vậy tôi sẽ nhờ pháp luật và công bố chuyện này ra. Anh yêu thật xấu xa. Tối qua anh giày vò em đến khuya thế. Yên tâm đi, đây là lần đầu tôi nghe, cũng là lần cuối. Lát nữa tôi sẽ xóa. Vốn là lúc nãy tôi giận quá, đã nghĩ tới lấy chuyện này ra trả thù anh. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thông suốt, không cần phải hạ thấp phẩm giá của mình bằng cách làm khó người khác. Tôn Tổng, chúng ta gặp nhau ở cục lao động. Đợi đã, đợi đã. Hạ Nhan. Thật ra thì tôi làm như thế là không nỡ để cho cô đi. Nhưng mà cô có chỗ làm tốt hơn để phát triển. Thâm tâm của tôi cảm thấy rất mừng. Tôi bằng lòng chứ. Vậy đi, bây giờ tôi sẽ đi làm cho cô quyết định từ chức được không? Từ từ. Từ từ.
Sao hả? Giúp hạ nhân làm thủ tục từ chức đi. Em không đi. Bây giờ đi làm ngay. Anh hung dữ cái gì chứ? Tôi đi. Vô cùng cảm ơn. Được, cảm ơn. Hạ Nhan, cô tới muộn rồi. Bây giờ đã qua 12 giờ. 20 phút trước, tôi đã nộp quyết định từ chức cho phòng nhân sự. Đây là bản copy. Hai người xem đi. Có thể giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn thế. Năng lực làm việc của cô Hạ đúng là không tầm thường. Dù là thế, chúng tôi vẫn không thể tuyển cô. Vì sao? Cô quen Lưu Nhất Minh nhỉ? Nghe nói cô đưa mấy người bạn tới náo loạn hôn lễ của anh ấy, thậm chí còn kéo cả cảnh sát tới. SG chúng tôi là công ty đã lên sàn, sẽ không thuê những người thích tạo scandal đâu. Lưu Nhất Minh và bạn tôi vốn định chuẩn bị kết hôn, nhưng mà anh ta ngoại tình nên bạn tôi đã chia tay với anh ta. Nhưng cùng thời gian đó, cùng địa điểm đó, anh ta lại kết hôn với người phụ nữ mà anh ta ngoại tình. Hôm đó chúng tôi tới lễ cưới chỉ là muốn cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Lưu Nhất Minh, trả lại sự công bằng cho bạn tôi. Nếu làm như thế mà trong mắt các người cũng là gây chuyện thị phi thì đúng là SG không hợp với tôi. Đợi đã. Nếu là đối phương sai trước thì chuyện hôn lễ không thể tính là lỗi sai. Giám đốc Tiết, chuyện này cô phải cân nhắc kỹ lại đấy. Không cần đâu. Vì vấn đề hồ sơ mà đã tùy tiện phủ định một người, thậm chí còn chẳng chứng thực với đương sự. Công ty như vậy tôi không muốn làm. Đúng là không thể vì vấn đề hồ sơ mà tùy tiện phủ định một người. Tất nhiên, cũng không thể vì cách hành xử của một người mà tùy tiện phủ định một công ty. Cô nói có đúng không? Lương tháng 20.000, thưởng lương tháng 15, thử việc 3 tháng, thứ hai tuần sau nhậm chức. Còn đó, ban ngày làm xong việc, tối về đừng có ru rú mãi trong ký túc xá, đi tụ tập với đám trẻ nhiều vào. Con có mà, ngày nào con cũng tụ tập với đám Hạ Nhan. Con với con bé Hạ Nhan thì tụ tập làm gì? Mẹ bảo con đi tiếp xúc người khác giới nhiều vào. Không cần đâu, chỉ họ. Dì cả cũng ở đây sao? Tới đúng lúc lắm đó. Hạ Nhan, sao con tới đây? Con tới báo tin tốt cho chị họ. Mình tìm được việc rồi. Con nghỉ việc hồi nào thế? Mẹ nói chuyện này sao đi? Có phải là SG không? GG cái gì cơ? Tên công ty của con, công ty top đầu trong ngành. Bố mẹ con có biết không? Lúc trước con từ chức, con không có dám nói với họ. Bây giờ tìm được việc rồi, vẫn chưa kịp nói với họ. Dì cũng biết đó, con mà nói với lão Hạ thì ông ấy lại lên lớp con mất. Cái con bé này, bố con hơi cọc tính một chút, nhưng mà cũng là người thương con thôi. Con nhảy việc là chuyện lớn như thế mà lại không bàn với người nhà đầu tiên. Con nói con đi. Được rồi mà mẹ, mẹ đừng nói con xong lại đi nói Hạ Nhan. Hai đứa. Bác sĩ Hạng, sao vậy? Bác sĩ Mã tìm cô khắp nơi đó. Có chuyện gì? Không biết, hình như có chuyện gấp. Hay cô đi xem thử đi. Được rồi, mình đi nha. Cậu trông chừng mẹ giúp mình. Đi nha, nhớ ăn canh đó. Biết rồi. Con bé này. Bác sĩ Mã, nam hay nữ thế? Chắc là nam đó. Cùng ngành cũng tốt lắm. Con coi khi đó hai đứa nó cùng đi làm hay gì đấy. Dì cả, con đỡ dì đi dạo được không? Kỳ lạ. Mã Khắc, anh hẹn tôi ra bờ hồ, anh đi đâu mất rồi?
对的时机遇见对的你，让我们走完这段旅行。你是我的独一无二不可代替，我会很珍惜。有时候会有小情绪，你都会格外小心翼翼，然后宠爱着我的心，让我着迷。 我们相遇的这温暖的四月，感谢你出现在我世界，我会一直记得那年四月的天。向南，韩南。 Hai chúng ta mấy năm nay chung lưng đấu cực. Anh không dám nói rằng anh là người hiểu em nhất, nhưng mà anh chắc chắn là người quan tâm em nhất. Trong bệnh viện này, trong công việc, hai chúng ta phối hợp vô cùng hoàn hảo. Anh biết em ngoài đời rất kiên định, nói một là một, còn anh rất dịu dàng. Hai chúng ta bù trừ cho nhau. Anh thật sự nghĩ là không có ai hợp hơn chúng ta đâu. Nếu em đồng ý thì nhận hoa đi. Nhận đi, mau nhận đi. Mau đón lấy. Đi với tôi. Có cơ hội rồi kìa. Sao vậy Hạng Nam? Đùa đủ chưa? Anh không đùa. Điệu nhảy này anh học lâu lắm rồi đó. Lúc nãy anh hồi hộp sợ quên lời nên còn chép vào tay này. Có thể chín chắn lên không? Sao anh lại không chín chắn? Tôi từng nói câu này một lần. Bây giờ tôi xin nói lại. Chúng ta không hợp nhau. Tuy điệu nhảy lúc nãy của anh rất đáng yêu, nhưng sau này đừng làm mấy trò mất mặt đó nữa. Anh chuẩn bị hết cả buổi mà em chỉ thấy đáng yêu thôi sao? Không thì sao? Anh thích một người, anh thể hiện ra. Anh có gì sai? Nói đi. Nói tiếp đi. Hạng Nam, anh có câu này muốn hỏi em. Không lẽ em thích con gái sao? Em đâu thích con gái. Sở thích của chúng ta không giống nhau, nhưng cũng không xung đột gì. Anh không thể đáp ứng em về mặt kinh tế, hay bề ngoài của anh không xứng với em. Chiều cao của hai chúng ta tương đồng mà. Chúng ta chung một khoa, bệnh nhân đánh giá về anh còn tốt hơn em. Sao lại không hợp? Được. Vậy chúng ta nói rõ ra hết một lần luôn. Được. Thứ nhất, tôi không thích đàn ông nhỏ hơn tôi. Anh chỉ nhỏ hơn em có một tuổi. Tuổi tâm lý của đàn ông còn nhỏ hơn tuổi thực tế. Người tôi cần là một chàng trai chín chắn điềm đạm, biết đảm đương. Được mà, chín chắn điềm đạm. Chín chắn điềm đạm. Thứ hai, tôi không muốn yêu người cùng ngành. Cùng ngành thì sao? Lý tưởng của tôi là làm một bác sĩ giỏi. Tôi biết anh cũng thế. Tôi không mong một nửa của mình bận rộn như tôi. Giờ tôi còn chẳng có thời gian để chăm sóc cho mẹ mình. Tôi mong một nửa của mình dành ra thời gian thay tôi chăm lo cho gia đình. Thứ ba, hai điều đủ rồi. Thứ ba, tôi không có cảm giác với anh. Sở dĩ đặt sau cùng, có lẽ vì điều này chẳng hề quan trọng. Tình yêu mà, đều do dopamine quấy phá. Với lại, chúng ta làm đồng nghiệp 3 năm. Theo những gì tôi hiểu về anh, tình cảm mà anh dành cho tôi có lẽ không giống như anh nghĩ đâu. Hạng Nam, em biết anh nghiêm túc mà, đúng không? Tôi cũng nghiêm túc.
Được rồi, giải tán đi. Sao nào, chỗ này ổn áp chứ? Sau này có thể thành căn cứ địa của chúng ta. Lúc tan làm cậu đưa bọn mình tới chơi, không sợ ông chủ phát hiện sẽ đuổi cậu à? Mình thấy cậu ấy không hề định làm ở đây lâu dài. Đùa à, các cậu đều là khách hàng tiềm năng còn gì, tan làm mà vẫn ở đây. Chú ấy phải tăng lương cho mình mới phải. Mọi người chú ý nha, nâng ly rượu trong tay lên để chúc mừng bạn Hạ Tiểu Nhan, thiên hậu marketing tương lai đặt chân vào SG. Chúng ta cạn ly nào, cạn ly đi, cạn ly. Alo, anh Lâm. Lâm phu nhân yêu dấu, có làm phiền mọi người chúc mừng không? Xếp lịch ngày mai chưa? Yên tâm đi, em sắp xếp thời gian rồi. Đảm bảo ngày mai anh vừa ra khỏi sân bay sẽ thấy em đầu tiên. Em sẽ ôm anh một cái thật chặt. Vậy thì mai gặp nha. Ừ.